Theo đó, sẽ có 4 số điện thoại di động và 4 số điện thoại cố định được thiết lập để tiếp nhận thông tin. Cụ thể, người dân muốn phản ánh đến công tác bảo đảm an toàn của kết cấu hạ tầng, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên hệ thống quốc lộ thì gọi theo số điện thoại 043 857 1447, di động 0916 908 085. Liên quan đến công tác bảo đảm an toàn trong lĩnh vực vận tải đường bộ, gọi điện theo số điện thoại 043 857 1450, di động 0913 432 383. Liên quan đến quản lý đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe đảm bảo an toàn đường bộ, gọi theo số điện thoại 043 857 1616, di động 0917 908 085. Liên quan đến công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng thanh tra đường bộ, đảm bảo an toàn trên đường bộ vừa thi công vừa khai thác, quản lý hành lang an toàn đường bộ, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo số điện thoại 043 795 5139, di động 0915 908 085. Các số điện thoại cố định tiếp nhận thông tin vào giờ hành chính, các số điện thoại di động tiếp nhận thông tin 24 trên 24 giờ của tất cả các cơ quan, tổ chức, công dân. Các số điện thoại này sẽ đi vào hoạt động từ ngày 20 tháng 7.